Поговорим о дивидендах. Không bao lâu nữa, khi công nghệ Skyway tiến ra thị trường vận tải quốc tế, việc khai thác các tuyến đường và hạ tầng vận tải sẽ bắt đầu. Các dịch vụ vận tải người và hàng hóa sẽ được thực hiện qua sử dụng các tuyến đường đối với các mục tiêu hạ tầng. Vì thế, chúng ta sẽ ngày càng nghe thấy nhiều câu hỏi từ những người nắm giữ cổ phần, cổ đông của công ty, những người đã chuyển đổi vốn thành chứng chỉ công nghệ. Họ hỏi về việc sẽ nhận được lợi nhuận như thế nào từ tập đoàn Skyway, chủ sở hữu công nghệ. Số tiền đó được tích tụ trên cơ sở gì và số tiền cổ tức sẽ là bao nhiêu. Việc nêu ra hiện nay những con số cụ thể cũng giống như đoán mò, chỉ ít là vì để có thể nói về lợi nhuận, cần cộng mọi khoản tiền thu được và trừ đi mọi chi phí hoạt động của công ty. Bởi vì lợi nhuận, đó là hiệu số giữa tổng thu nhập và tổng chi phí của công ty. Theo kế hoạch kinh doanh của dự án xây dựng Ecotechnopark, dự án và việc chứng nhận công nghệ theo các giai đoạn phát triển của tập đoàn Skyway, các chi phí trong mỗi giai đoạn được xác định. Ví dụ, trong giai đoạn thứ 13 hiện nay, trên tổng số 15 giai đoạn theo kế hoạch kinh doanh, chi phí là 25 triệu đô la Mỹ. Tập đoàn thực hiện dự án và đang phát triển rất tích cực, thực hiện mọi công việc, sử dụng số tiền ít hơn nhiều so với dự kiến cần thiết cho các nhiệm vụ tương tự, nhưng hiện lợi nhuận chưa có. Dễ hiểu rằng một công nghệ vận tải mới Skyway sẽ trở nên rất có lợi nhuận, và lợi nhuận ấy sẽ tăng theo từng dự án cụ thể tiếp theo. Nhưng để nêu ra những con số cụ thể thì hãy còn sớm. Các lợi nhuận của việc vận tải thường lấy từ số tiền thu được do bán vé đi lại, đăng quảng cáo trên phương tiện vận tải, cung cấp các dịch vụ vận tải thương mại cho các tổ chức khác, sử dụng cấu trúc dẫn đường và trụ đỡ để đặt các tuyến cáp dẫn. Nhưng Skyway không chỉ đơn giản là một nhà vận tải hàng hóa, đó là một công nghệ vận tải mới. Và danh mục lợi nhuận của tập đoàn sẽ được tạo thành từ số lượng nhiều đáng kể các dịch vụ. Lợi nhuận sẽ được hình thành như một kết quả chung trong hoạt động của công ty sở hữu công nghệ. Nó sẽ xuất hiện một cách khách quan, có tính tới chi phí cho từng công trình xây dựng cụ thể và trong mỗi công trình đã được đưa vào khai thác, và sẽ là kết quả kinh tế cho hoạt động của công ty trong một giai đoạn nhất định, có được từ mọi công trình trong năm. Những chủ sở hữu vốn, các chủ sở hữu cổ phiếu của công ty, khi hướng tới mức độ lợi nhuận để lại cho công ty, ra quyết định về cổ tức và chính sách đầu tư thực hiện bởi công ty, có tính tới các triển vọng phát triển của nó. Trong tập đoàn có những công ty chuyên trách hoạt động sản xuất kinh tế, chúng đảm bảo quá trình thực hiện dự án, khi xây dựng và vận hành các tuyến đường được đảm bảo bởi các quá trình ấy. Ngoài ra, một loạt các công ty được tạo ra, trong đó có 3 công ty có hoạt động kinh tế giới hạn bởi việc tính toán của các cổ đông và thực hiện ghi chép nội bộ về các cổ đông của công ty và chi trả cổ tức. Trong đó, số lượng nhân viên giới hạn chỉ vài người để giảm chi phí nội bộ. Công ty mẹ của tập đoàn sở hữu công nghệ, nó là công ty mẹ, công ty sáng lập đối với tất cả các công ty còn lại, và nó phân chia lợi nhuận dưới dạng cổ tức cho mọi công ty con, ứng với các điều kiện đã được thông qua. Ở những công ty mà hiện đang tiến hành hoạt động sản xuất kinh tế và có đội ngũ nhân viên tương ứng, lợi nhuận của doanh nghiệp là nguồn phúc lợi xã hội đối với đội ngũ người lao động. Lợi nhuận còn lại của công ty sau khi thanh toán hết các khoản thuế và chi trả cổ tức, cũng như chi trả các khoản chi ưu tiên, là phần thưởng vật chất các phúc lợi xã hội cho người lao động. Lợi nhuận mà doanh nghiệp tính toán và chi trả cho cổ tức được hình thành sau khi thanh toán các khoản sau. Tổng tất cả các nguồn thu của công ty, ta có tổng thu. Từ thu nhập của công ty, ta trừ đi các khoản chi phí liên quan tới hoạt động sản xuất và tất cả các hao phí kinh tế, bao gồm thuế, trả lãi, vân vân. Như thế, ta thu được lợi nhuận ròng của công ty. Chính từ con số này mà cổ tức cho các cổ đông, chủ sở hữu doanh nghiệp được tính ra. Trong công ty có các cổ đông đa số và cổ đông thiểu số. Các cổ đông đa số nắm giữ cổ phần đáng kể trong công ty, thông thường là từ 10% trở lên. Cổ đông thiểu số là người đồng sở hữu, không có quyền ảnh hưởng lên việc quản lý công ty, vì họ không có số lượng cổ phiếu đáng kể. Trong tập đoàn Skyway, cổ đông đa số của công ty mẹ sở hữu công nghệ là một pháp nhân. Công ty thuộc sở hữu của tác giả và người sở hữu công nghệ Skyway, ông Anatoly Eduardovich Zhonitsky. Tiếp theo của các cổ đông đa số là 3 công ty con của công ty mẹ, chúng nắm giữ các cổ phiếu đặc quyền. Điều này đảm bảo việc nhận cổ tức cho các công ty con từ công ty mẹ. Đối với các công ty con, số tiền cổ tức là lợi nhuận của công ty, từ đó chi cho các chi phí nội bộ hiện tại để duy trì công ty. Lợi nhuận của các công ty được hình thành như thế. Nó được chia sẻ hoàn toàn dưới dạng các cổ tức cho những người nắm giữ các cổ phiếu thông thường của nó. Thế nên, từ điểm này, chúng ta đi tới định nghĩa về cổ tức. Chúng ta biết rằng,
cổ tức, đó là một phần lợi nhuận của công ty. Nó được phân phối giữa các cổ đông ứng theo số lượng cổ phiếu mà mỗi người nắm giữ. Tức là mọi thứ khá đơn giản, khi cấp vốn cho dự án và nhận khoản bảo đảm dưới dạng cổ phiếu của công ty, bạn đang đầu tư tiền của mình vào nó, trên thực tế là bạn đưa nó đi sử dụng. Số tiền của bạn làm việc và cho phép công ty hoạt động, nhận được thu nhập và tính ra lợi nhuận. Vì thế, sau mỗi khoảng thời gian xác định, thông thường là một lần trên một năm, công ty sẽ tri ân bạn cho khoản đầu tư đó. Bạn nhận được các cổ tức ứng với số cổ phiếu mà bạn sở hữu. Nói chung, quyết định về việc chi trả cổ tức được đưa ra bởi đại hội cổ đông, những người có cổ phiếu cho quyền biểu quyết. Hội đồng quản trị công ty đưa ra tư vấn cho đại hội trên cơ sở thực hiện các tính toán và các quy định hiện hành về việc phân chia lợi nhuận, phụ thuộc vào loại cổ phiếu được phát hành. Cần hiểu rằng, không phải tất cả lợi nhuận, mà chỉ là một phần trong đó được đem ra trả cổ tức. Nếu không, công ty sẽ không có khả năng phát triển. Trước tiên, cần phải tính số tiền chi trả cổ tức cho các cổ phiếu đặc quyền và điều đó không phải chịu bỏ phiếu. Còn sau đó, tính toán tiếp theo được thực hiện để thông qua việc phân chia lợi nhuận cho khoản tiền còn lại. Tỷ lệ chi trả cổ tức hiệu quả vào khoảng 25-50% lợi nhuận dòng của công ty. Thêm vào đó, số cổ tức được chia hàng năm có thể khác nhau nhiều. Theo quy định pháp luật, có thể chi trả cổ tức không nhiều hơn một lần trên một quý, nhưng không được ít hơn một lần trên một năm. Trên cơ sở báo cáo kế toán được phê duyệt và kiểm toán trong giai đoạn tương ứng, một số công ty thực hiện điều đó 2 lần năm, một số thì một lần trên một năm. Nghệ thuật lãnh đạo công ty nằm ở việc tìm ra sự cân bằng, phần lợi nhuận nào được trả dưới dạng cổ tức, còn phần nào dùng để đầu tư nhằm mở rộng sản xuất. Nếu chi trả 100% lợi nhuận cho các cổ đông, thì công ty chẳng còn tiền để phát triển. Điều đó dẫn đến việc cổ tức không chỉ không tăng lên mà có thể còn giảm đi trong vài năm. Ví dụ, một nhà mạng viễn thông không nhìn thấy cơ hội mở rộng kinh doanh vì số lượng người dùng bị giới hạn bởi dân số quốc gia và họ chi trả 80-100% lợi nhuận dưới dạng cổ tức. Điều đó là bình thường. Nếu bạn đầu tư vào một nhà mạng viễn thông như thế, thì có thể bạn sẽ nhận được cổ tức ổn định trong vòng vài năm. Giá trị của các cổ phiếu có lẽ đầu tiên sẽ không giảm mạnh trên thị trường, nhưng cũng sẽ không tăng vì cổ tức sẽ không tăng. Từ một thời điểm đình trệ nào đó của công ty, doanh thu sẽ bắt đầu giảm mạnh và tương ứng là số tiền chi trả cổ tức giảm theo. Lợi nhuận dưới dạng cổ tức được phân chia giữa các cổ đông với tỷ lệ ứng theo số lượng và loại cổ phiếu họ sở hữu. Số tiền cổ tức cho các cổ phiếu thông thường được tính theo công thức lợi nhuận được phân chia. Tổng cổ tức cho các cổ phiếu đặc quyền, số cổ phiếu thông thường, và ta nhận được số tiền cổ tức trên một cổ phiếu. Để nắm được thông tin về số cổ tức và thời điểm công ty chi trả, cần theo dõi các tin tức của nó. Số tiền cổ tức và ngày chi trả cổ tức thường được công bố trên trang web của công ty và trên các phương tiện truyền thông, theo các yêu cầu và quy định chứng khoán. Hãy cùng xem việc chi trả cổ tức trong một ví dụ cụ thể. Vốn cổ phần của Megaphone có được từ 620 triệu cổ phiếu. Theo kết quả kinh doanh 9 tháng của năm 2016, công ty đã chia 14.997.800.000 rúp Nga để chi trả cổ tức. Mỗi cổ phiếu nhận được 24,19 rúp Nga. Cổ đông Ivanov có 250 cổ phiếu, vì thế anh ấy nhận được 6.047,5 rúp dưới dạng cổ tức. Từ số cổ tức được cộng vào cho Ivanov, công ty đã chi trả thuế quốc gia cho thu nhập cá nhân là 786 rúp Nga. Vì thế, cuối cùng, Ivanov nhận được tiền cổ tức vào tài khoản ngân hàng là 5.261,5 rúp. Khi chi trả cổ tức, công ty đóng vai trò chính là đại diện thuế và tính thuế trả nhà nước. Tức là các cổ đông nhận được số tiền cổ tức sau khi đã trừ đi, trong trường hợp này là 13% theo luật thuế của Nga cho thu nhập cá nhân. Quá trình chi trả cổ tức diễn ra rất đơn giản. Nhà đầu tư không cần gì ngoài thông báo thông tin chuyển khoản của mình. Để nhận được cổ tức, cần phải là người sở hữu các cổ phiếu trong thời hạn nhất định trước ngày chốt sổ đăng ký cổ đông. Sổ đăng ký, đó là một danh sách các cổ đông của công ty, với thông tin về số cổ phiếu họ nắm giữ. Việc chốt danh sách là cần thiết vì trên sàn chứng khoán, các cổ phiếu được mua bán liên tục và trạng thái của sổ đăng ký liên tục thay đổi. Vì thế, để thuận tiện, công ty nói ai là cổ đông hôm nay, chúng tôi sẽ thanh toán cổ tức cho người đó. Ai mua cổ phiếu vào ngày mai, chúng tôi sẽ trả cổ tức trong kỳ sau. Khi đó, nếu bạn không bán cổ phiếu mà tiếp tục nắm giữ nó, tức là không rút tiền của mình khỏi vốn công ty, bạn lại tiếp tục và tiếp tục nhận được cổ tức. Việc đầu tư là một phương thức kiếm tiền thú vị và không có giới hạn, và là một nguồn thu những lợi nhuận khác nhau. Mọi khoản tiền tự do cần phải làm việc, vốn hóa một cách có lợi và đem lại lợi nhuận. Đó là nguyên tắc quan trọng của một con người hiện đại.